Các bạn thân mến, thì hôm nay chiều 28 tháng 3, thì hôm nay mấy bữa nay là nó giá không có mới, tôi cũng chỉ chia sẻ mấy cây này vào một cái chậu thuần. Chậu này chậu kỳ, nó có ba cái kỳ, và cái kỳ này nó cũng phải năm mấy. Cái này thì tôi cũng sưu tầm thôi, sưu tầm cái chậu thôi. Kỳ của người ta cũng kỳ 52, kỳ rừng, và có một cái này đang nứt nụ này. Cái này thì của Chimoray, thì cái này là 350.000 cái chậu này. Nó có ba cái kỳ. Nó được khoảng từ 3 đến 5 cm khi mọc lên rất đẹp. Chủ yếu nó kỳ 52 rồi các bạn. Thì những cái này thì người ta cũng cứ các cái kỳ rừng người ta trồng lên thôi, thì như cái này nó cũng chuẩn bị nó sổ hoa rồi. Thì bạn nào thích chơi sẵn có hoa thì sưu tầm cái này. Mới có một cái rề này nó cũng đã có nụ, nó ngắn này. Thì có năm cái rề này là của Jani, thì 300.000 một cái. Nó cơ bản nó nảy mầm. Đây các bạn, cái hình một là 300.000. Nó dài này chưa được, cái này nó bị gãy này. Cái này hôm kia hôm kìa tôi đưa lên rồi này. Nhưng mấy cái này thì tôi định lôi ra tôi cắt rễ để tôi trồng. Thì tôi thấy nó nảy mầm nảy miếc lên đây thì cũng có chia sẻ đây. Vì mấy bữa nay là ngồi trồng đấy, cái mầm của nó, mầm gốc nó gãy. Cái này thân nó, thân già nó nhiều nhưng mà nó bị gãy lung tung. Thân già nó nhiều nó gãy. Mầm gốc thì nó nứt rồi. Đấy các bạn nhìn đấy, đấy. Rễ thì nó tùm lum này. Cái thân dài của nó, cái thân già cũ thì nó phải được 30 cm, còn cái thân này nó gãy đây thì nó chỉ 20 cm. Thì cái này nó sẽ không có. Cái này chắc là nó bị nứt từ đây, tức là nó gãy sâu này các bạn. Đấy thì hình một 300.000, bạn nào sưu tầm không ấy thì tôi định quyết định tôi cắt rễ tôi trồng. Cái thứ hai thì thân của nó nó ngòm này. Đấy. Trông thì nó bẩn bẩn này. Nhưng nhiều khi cái cây bẩn bẩn có khi là cái hoa nó lại đẹp. Cũng chả biết là. Từ cái hai này 300.000. Mầm nó thì đen xì này các bạn. Đầu nó đen xì như cái bú măng. Đấy, cái này cái mầm lên nó nhú như này. Rễ rất nhiều. Trồng tôi định cắt hết rễ đi. Cái này thân già nó 2 4 5 cái. Nhưng mà nó quắt queo này. Tây Nguyên là nó mùa khô nó quắt à. Cái này nó dài, thân của nó phải dài hơn hơn 2 gang. Cái thân tơ của nó gãy cái đầu đây đấy, thì 300.000. Sang hình 3 thì cũng 300.000. Cái này mầm nó lên rồi, những cái này cắt rễ cái này mầm nó cứ thế nó lên, vì cái này là cái thân già nó sẽ nuôi cái mầm, và cái mầm nó lên một thời gian là nó sẽ ra rễ. Thì tôi trồng một số cái là nó ra rễ rồi. Đấy. Cái này nó dài được khoảng hơn 2 gang. Còn thân của nó thì nó có cái nó gãy này. Đấy, thì nhìn tổng thể như thế. 300.000. Sang hình 4 thì cũng 300.000. Cái hình là 2, 4, 6, 6 thân già. Đấy, thân tơ của nó thì được khoảng gần 2 gang, nó cũng đã mầm gốc rồi. Đấy, mầm gốc nó đang nứt đấy, mà để cho nó nhú cái đầu nữa đấy, mầm gốc đấy. Thì cái này cũng 300.000. Sang hình số 5 cũng 300.000. Cái này nó có nụ này các bạn này. Cái này về chỉ chờ sổ hoa này. Thôi thì nó ngắn ngắn này, tôi định để sổ hoa nhưng mà tôi cứ đưa lên đây các bạn nào ưng thì sưu tầm. Như cái này hình như mầm mầm gốc nó chưa nứt. Nó vẫn còn nguyên các cái vỏ lụa. Nó chưa nứt.
đấy, mầm gốc là nó vẫn nguyên xi như này đây, nó hơi trương trương một tí này, nhưng quan trọng nó có ba cái nụ này. Thì cái này thì cũng 300.000, tất nhiên trồng mà bén rễ thì mấy nụ nó to lên thì chắc giỏ hoa ít người bán 300. Cái này đầy nụ, các bạn nhìn nụ nó tím ngắt này đấy, 300.000. Còn sang thì 6 là một cái giỏ kỳ, nó có ba cái kỳ, kỳ này kỳ rừng, Mấy cô xem mấy giờ cắm cơm mẹ ơi? cái này kỳ rừng, kỳ 52, và cái này nó cũng đất nụ nó đây. Thì bạn nào mà muốn sưu tầm vừa trồng kỳ vừa chuẩn bị chờ sổ hoa thì các cái lan rừng của Tây Nguyên này giả hạt này, hoa nó thường rất là thơm đấy. Thì ba cái kỳ này rất là khỏe, cái này chắc phải hơn 5 cm này đấy, thì để nó mầm bụi mà nó nhiều mầm thì đấy, có ba kỳ là 350.000, cái này 350.000 đấy. Thì bạn nào ưng sưu tầm sẵn cái này thì trồng thì với cái xốp mấy cái ấy này nó nhẹ này. Đấy. Thì video hôm nay thì chỉ có mấy cái thôi, đơn thế thôi. Còn bạn nào chốt thì nhắn tin và số điện thoại 0965 895 207. Video này tôi xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.